Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn, nông nghiệp trên cả nước đã có sự khởi sắc. Sản xuất nông nghiệp, công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư có hiệu quả, tạo điều kiện phát triển sản xuất, đời sống của nông dân từng bước nâng lên, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực nông thôn được giữ vững. Đạt được kết quả đó, trước hết là công sức của nhân dân các dân tộc, sự lãnh đạo của cấp ủy và chính quyền các cấp. Bên cạnh đó có sự vào cuộc của các cơ quan báo chí, những người làm báo góp phần tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, cơ chế chính sách của nhà nước về xây dựng nông thôn mới để cán bộ và nhân dân thực hiện. Với đặc tính cơ bản của báo chí là tính phổ cập, kịp thời và rộng khắp, trong xây dựng nông thôn mới, báo chí đóng vai trò là công cụ, phương tiện tuyên truyền phổ biến hiệu quả. Bên cạnh việc tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước đến nhân dân, báo chí còn là diễn đàn thực hiện quyền tự do ngôn luận của nhân dân thông qua việc phản ánh những kiến nghị, nguyện vọng của người dân về những bất cập, những vướng mắc trong quá trình thực hiện. Nếu mà không có báo chí vào cuộc từ đầu đấy, thì rõ ràng là bản thân những người dân cũng không hiểu là đây là một cái chuẩn bị cho công việc gì. Mặc dù chúng tôi có thể nhiều cách để tuyên truyền nhưng không thể nào có cái tác động được như là các cơ quan báo chí. Các cơ quan báo đài trung ương và địa phương đã mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Nhiều chương trình được Ban chỉ đạo trung ương đánh giá là đặc sắc, thu hút được sự quan tâm của đông đảo nhân dân như Miền quê đáng sống, Nông thôn mới, Nông nghiệp sạch, VTV1, Câu chuyện nông thôn, Truyền hình Quốc hội, Nông thôn đổi mới, Truyền hình Nhân dân. Các cơ quan truyền thông báo chí thông qua các hoạt động của mình thì đã kịp thời phát hiện và đưa tin các cái cách làm hay, các cái gương điển hình tiên tiến, các cái tập thể cá nhân có những cái thành tích trong cái xây dựng nông thôn mới, để từ đó thì có tác động lan tỏa rất là mạnh mẽ những cái mô hình, những cái phương pháp cách làm trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn huyện. Nhờ công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng, đa chiều, nhiều hình thức nên đã có tác dụng nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân về vị trí, vai trò của nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Chính vì vậy, khi Thủ tướng Chính phủ phát động phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các cấp, các ngành và nhân dân cả nước.